Xin chào các bạn trong video này, mình sẽ review cho các bạn top 5 chảo chống dính loại nào tốt nhất hiện nay. Đứng ở vị trí đầu tiên đó chính là chảo chống dính Happy Cook Cham CHP24. Nhờ sở hữu thiết kế đẹp mắt, kiểu dáng sang trọng với tông màu kem sữa sáng bóng sẽ làm nổi bật không gian bếp của gia đình bạn. Bề mặt chảo phẳng được làm từ hợp kim nhôm nguyên chất và được phủ thêm một lớp vân đá chống, giúp hấp thu nhiệt nhanh đồng thời tỏa nhiệt đều qua đó giúp thức ăn được chính nhanh hơn. Kích thước khoảng 24cm giúp Happy Cook Cham CHP24 có thể chế biến được một lượng thực phẩm vừa phải cho gia đình 3 đến 4 người thưởng thức. Sản phẩm này hầu như có thể sử dụng tốt trên tất cả các bếp, kể cả bếp từ. Chào có thiết kế tay cầm được bọc cách nhiệt khá chắc chắn, tiện lợi khi di chuyển mà không lo sợ bị phỏng. Ở phần đỉnh tay cầm có khoét một lỗ to giúp bạn dễ dàng treo lên kệ để cất giữ khá gọn. Với giá bán tương đối phải chăng. Khoảng 200.000 đồng chảo chống dính Happy Cook Cham CHP 269 là model đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn trong bài viết này. Đứng ở vị trí thứ hai, đó chính là chảo inox chống dính có đáy từ Phivester CKD 283DI. Chảo chống dính Phivester CKD 283DI có thiết kế sâu lòng, chiên xào tốt, đường kính 28 cm, có thể chiên được cá nguyên con khoảng 1 kg, thích hợp dùng cho gia đình 3-4 người. Chảo bằng inox 430, ba đáy với bề mặt phủ lớp chống dính Teflon an toàn, dễ dàng vệ sinh sau khi dùng. Đáy chảo phẳng truyền nhiệt nhanh, hấp thụ nhiệt đều giúp thức ăn mau chín, tiết kiệm gas, điện năng. Tay cầm của chảo bằng nhựa cách nhiệt tiện cầm nắm và sử dụng mà không sợ bị nóng bỏng tay. Lòng chảo dày 0.486mm, giúp tăng độ bền, không bị cong vênh khi nấu trên lửa lớn. Đứng ở vị trí thứ ba đó chính là chảo chống dính giá rẻ Sunhouse CT20. Dòng sản phẩm chảo chống dính Sunhouse CT20 với độ dày 2.4mm kết hợp công nghệ chống dính Whitford, USA thương hiệu chống dính hàng đầu thế giới giúp việc nấu nướng đơn giản và dễ dàng hơn. Chảo đa kích có phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng của gia đình. Bề mặt trơn, bề mặt chảo dạng trơn nhẵn, ít bám dầu được được trang bị lớp chống dính cao cấp giúp giúp thức ăn không bị dính khi đun nấu, chống bám bụi, dễ dàng vệ sinh. Tay cầm, tay cầm được bắt vít chắc chắn vào thân chảo, đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng, nâng nhấc, di chuyển cán cầm bằng nhựa chịu nhiệt siêu bền có độ dài vừa phải, chống bỏng, hạn chế chân trượt. Độ dày hợp lý, được làm từ nhôm tấm cao cấp nguyên chất với độ dày 2.4mm hợp lý. Chảo có khả năng bắt nhiệt nhanh chóng, lan tỏa nhiệt trải khắp toàn bộ chảo giúp thức ăn chín nhanh mà vẫn giữ nguyên được hàm lượng vitamin và dưỡng chất thiết yếu. Độ bền cao, sản phẩm được làm từ tấm nhôm cao cấp nguyên chất sử dụng công nghệ đúc Hàn Quốc giúp sản phẩm đạt tới sự bền chắc tuyệt đối. Độ dày 2.4mm giúp sản phẩm không bị biến dạng khi gặp các tác động lực nhưng vẫn nhẹ tay, dễ nâng nhấc. Lớp chống dính uýt phất bền bỉ, lòng chảo được phủ 3 lớp chống dính uýt phất USA cho độ bền cao, không dễ bong chóc như các loại chảo khác. Nấu ăn nhanh hơn, đường kính lòng chảo 20cm phù hợp để chế biến nhiều loại món ăn khác nhau cho 2 đến 3 người. Khả năng dẫn nhiệt nhanh và tỏa nhiệt đều hỗ trợ cho việc nấu ăn được nhanh chóng hơn, đặc biệt giữ được hương vị tự nhiên nhất của thực phẩm. An toàn cho sức khỏe, chảo trơn Sunhouse với công nghệ chống dính Utfast USA tuyệt đối không có tình trạng thôi nhiễm vào thức ăn, an toàn cho sức khỏe. Bề mặt chống dính siêu bền, tuổi thọ dài, dễ dàng vệ sinh và tẩy rửa. Chảo còn giúp giữ được hương vị tươi ngon của thức ăn trong thời gian tương đối. Đứng ở vị trí thứ tư, đó chính là chảo chống dính Elmic EDA43128. Chảo bếp từ Elmic EDA43128 28 cm thích hợp để nấu xào, trên các thực phẩm tiện dụng. Chảo Elmic được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Cộng hòa Sách nên bền đẹp về mẫu mã, an toàn về chất lượng sản phẩm. Chảo EDA43128 sử dụng chất liệu hợp kim nhôm dày dặn, bên trong phủ 3 lớp chống dính Revlon an toàn và siêu bền, không giải phóng chất PMOA gây ung thư gây hại cho sức khỏe. Bên ngoài chảo phủ sơn chống dính bám bẩn Whitford giúp dễ dàng vệ sinh. Phần cán chảo được thiết kế chắc chắn bọc nhựa an toàn khi xào, nấu, chất chống dính Revlon bên ngoài tránh trượt tay, ngoài ra đuôi cắn còn có móc treo tiện dụng nắp kính cường lực chịu nhiệt trong suốt giúp dễ dàng quan sát thực phẩm khi nấu. Đáy chảo dày 2,5 mm, thu nhiệt nhanh, tỏa nhiệt đều và có lớp chống trượt giúp giữ vững chảo trên bề mặt bếp. Bạn có thể sử dụng chảo trên bếp gas, bếp từ và đứng ở vị trí cuối cùng đó chính là chảo chống dính đá hoa cương Lagumezen Japan Classic. Chảo chống dính Lagumezen Classic 26 cm được làm từ chất liệu hợp kim nhôm và thép không gì 18 tháng 10, độ bền cao, có khả năng chịu nhiệt đến 230 độ C bên ngoài chảo được phủ sơn chống dính chống bám bẩn tăng thêm độ bền đồng thời tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm bên trong chảo được phủ chống dính theo công nghệ ilag coplon tiên tiến nhất của thụy sĩ khả năng chống dính giúp bạn không cần sử dụng nhiều dầu mỡ khi chiên xào mà vẫn đảm bảo thức ăn chín đều thơm ngon không bị vỡ nát đồng thời dễ dàng vệ sinh chảo sau khi sử dụng tay cầm chắc chắn với độ dài vừa vặn khả năng cách nhiệt tốt thuận tiện khi cầm nắm thao tác mà không lo bị bỏng tay đầu tay cầm có lỗ nhỏ để bạn có thể treo chảo lên tường Kệ bếp khi không sử dụng, giữ cho gian bếp luôn gọn gàng, ngăn nắp. Đáy chảo dày được tiện độc đáo với tác dụng chống trượt, giúp chảo luôn ổn định, không bị xê dịch khi sử dụng trên mặt bếp. Sản phẩm sở hữu thiết kế tinh tế kết hợp màu sắc thanh lịch, góp phần mang đến phong cách sang trọng, hiện đại cho không gian bếp nhà bạn. Và vừa rồi là top 5 chảo chống dính loại nào tốt nhất. Hiện nay mà mình vừa giới thiệu với các bạn. Mình hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp được cho các bạn lựa chọn được cho mình một chiếc chảo chống dính phù hợp nhất link mua sản phẩm thì mình để ở dưới phần mô tả của video này để các bạn tham khảo nhé và video của mình đến đây là hết xin chào các bạn hẹn gặp lại các bạn vào những video review tiếp theo